Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Lúc này cơn bão Phung Huong đang di chuyển hẳn về phía đông bắc và thời tiết trên hầu khắp khu vực biển Đông khá ổn định. Cường độ gió không mạnh, chỉ đạt khoảng cấp 4, ngoại trừ khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rông rải rác, còn lại các nơi khác trời ít mưa, tầm nhìn thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, rãnh mây rông có trục ngang qua khu vực giữa Biển Đông có xu hướng suy yếu đi nên thời tiết trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận chuyển tốt hơn, mưa giảm chỉ còn xảy ra vài nơi, gió duy trì cường độ yếu đến trung bình nên sóng không cao. Nhìn chung, tình trạng biển ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền và việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân trong hôm nay và một vài ngày tới. Tuy nhiên, đang là những ngày cuối tháng 9, thời tiết còn có thể thay đổi nên bà con ngư dân cần liên tục theo dõi sát sao các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với các loại hình thời tiết xấu có khả năng xảy ra. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong khi hầu khắp các vùng biển khác của nước ta, gió đều có hướng Tây Nam, thì khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió lại thịnh hành theo hướng Đông Bắc đến Đông. Tuy nhiên, cường độ gió không mạnh, chỉ đạt khoảng cấp 3, cấp 4 và trời hầu như là không mưa, ban ngày có nắng nhẹ nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Bà con ngư dân nên tranh thủ đánh bắt thủy hải sản trong đêm nay và ngày mai và một vài ngày sắp tới. Chuyển xuống vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, những cơn mưa rông trên vùng biển này đã giảm dần và trong đêm nay, ngày mai mưa rông chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi nên ít ảnh hưởng đến tầm nhìn. Gió cũng có hướng Đông Bắc đến Đông khoảng cấp 3, có lúc cấp 4 nên sóng biển cao không quá 1,5m. Thời tiết nhìn chung cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải ở vùng biển này. Chuyển xuống vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. 24 giờ tới, trời còn có mưa nhưng không kéo dài, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió hoạt động theo hướng Tây Nam khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 1,75m nên biển không động. Bà con có thể khai thác hải sản ở vùng biển này nhưng cần lưu ý tầm nhìn bị hạn chế trong cơn mưa. Vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, gió duy trì hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển không cao, thời tiết có xu hướng giảm mưa hơn, ban ngày trời nắng, chiều tối có thể xuất hiện những cơn mưa rông nên tàu thuyền cần lưu ý. Chuyển xuống vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5 nên sóng biển đôi khi xấp xỉ là 2m và phần nào ảnh hưởng đến việc lưu thông và hoạt động của các tàu nhỏ cũng như thuyền thúng câu mực của bà con ngư dân. Tuy vậy, thời tiết vùng biển này ổn định, trời ít mưa và tầm nhìn thông thoáng cũng là những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trong đêm nay và ngày mai. Sang đến vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết nơi đây vẫn tiếp tục ổn định, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ yếu chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, biển gợn sóng nhẹ, trời duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng nên các phương tiện tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên vùng biển này. Vùng biển Vịnh Thái Lan không có sự khác biệt đáng kể so với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Trên khu vực Vịnh Thái Lan, gió cũng thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4, ban ngày trời có nắng, chiều tối mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi và nhanh kết thúc nên thời tiết ít gây cản trở cho các hoạt động hải. Trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, hiện nay thời tiết xấu đã qua đi, dự báo trong đêm nay và ngày mai trên khu vực trời sẽ có nắng, gió thổi theo hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình, sóng biển dao động từ 0,75 đến 1,75 m. Nhìn chung tình trạng biển thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, nơi đây gió có hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 1,75 m, trời cũng ít mưa và có nắng nên ủng hộ cho các hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt và hong phơi hải sản của bà con ngư dân trong ngày mai. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Chân, Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết cũng tương đối thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình là cấp 4. Trời ít mưa và có nắng vừa phải nên bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.